Chào mừng quý vị và các bạn đến với trận đấu cuối cùng của bảng A vòng chung kết trận cờ Việt 2015. Một cái vòng đấu có thể nói là cực kỳ quan trọng đối với hai kỳ thủ. Và ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu quý vị khán giả cùng tái ngộ với tôi và quý vị khán giả trên ghế nóng của trận cờ đất Việt. Anh Trần Văn Ninh, biệt danh Đông Phương Bất Bại đến từ thành phố Đà Nẵng và anh Vũ Văn Tiến. Vâng, một sự tái ngộ cực kỳ thú vị. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tại thành phố Đà Nẵng cách đây không lâu, hai anh đã gặp nhau tại vòng bán kết của trận cờ Việt 2015 khu vực miền Trung. Và trong trận đấu đó, nếu nhớ không nhầm nữa, thì anh Ninh đã chiến thắng đối thủ của mình với một ván đấu mà theo các nhà bình luận chuyên môn về sau này là một chiến thắng có phần may mắn, mặc dù rất đẳng cấp, của anh Trần Văn Ninh. Vâng, thưa anh Trần Văn Ninh, anh nghĩ thế nào về đấu thủ của mình ở trận đấu lần này? Tôi thì gặp trước một ván rồi, cho nên chi ván này thì phải nói là rút kinh nghiệm và nói chung là phải cẩn thận hơn nữa. Chứ vâng, phải rút kinh nghiệm sâu sắc, bởi vì nếu mà tôi nhớ ván đấy và nếu như ở nước Trung Quốc mà anh Tuyến nhảy được nữa mã 4 tấn 3 thì cực kỳ là nguy hiểm, đúng không ạ? Anh Ninh đã chủ động rút kinh nghiệm rất là sớm trước trận đấu này. Vậy thì anh Tuyến, anh nghĩ thế nào về và anh xin chia sẻ với quý khán giả về kinh nghiệm của mình ở trận đấu này? Vâng, tôi đã có một trận đấu với anh Trần Văn Ninh tại thành phố Đà Nẵng. Thì trong trận đó tại nước thứ 14 thì tôi có một cái cơ hội rất là tốt, nước mã 4 tấn 3. Nếu tôi mà đi được nước đó thì tôi giành ưu thế rất lớn và khả năng về chống đỡ của anh Ninh rất khó khăn. Tuy nhiên thì tôi đã không tận dụng được cơ hội này và cuối cùng thì tôi đã thua. Tôi cũng rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong đánh cờ, khi mà những cơ hội đến là mình phải nắm bắt và tận dụng ngay. Nếu thắng trận đấu này, cửa vào vòng chung kết của các trận bán kết rất là lớn, anh có quyết tâm không? Bây giờ thì tâm trạng tôi là rất thoải mái, nên là trong trận này thì tôi cứ cố gắng hết sức. Tuy nhiên tôi nghĩ là cái ưu thế là thuộc về bên anh Ninh, còn bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức. Một lời chia sẻ của anh đối với cá nhân tôi và những anh em ký hữu bạn anh tại Ninh Bình, mong muốn của anh tại vòng chung kết lần này là một nửa điểm. Đến bây giờ mục tiêu của anh đã đạt được gấp đôi. Và liệu anh có mong muốn nâng tiếp thành tích của mình lên không? Tất nhiên rồi, ai thì cũng mong muốn là thành tích càng cao càng tốt. Khi đạt được, tôi thì ở vòng chung kết này thì tôi mong muốn là được nửa điểm. Nhưng mà bây giờ tôi đã được một điểm rồi. Nhưng mà khi được một điểm rồi thì lại mong muốn được thêm một điểm nữa, là hai điểm cho nó điểm nó cao. Vâng, một chia sẻ có thể nói là cực kỳ chân thật. Tôi xin anh một lời nữa thôi, một lời anh chia sẻ đến đông đảo những cái người bạn của anh, những người em và cả những người trong gia đình anh đến cổ vũ anh ngày thi đấu hôm nay. Tôi xin cảm ơn tất cả những người yêu cờ, anh em bạn hữu của Ninh Bình và cả nước đã chia vui đến ủng hộ và cổ vũ cho vòng chung kết trạng cờ đất Việt năm 2015. Xin cảm ơn tất cả. Anh Trần Văn Ninh, theo đánh giá của số đông chuyên môn ở thể loại cờ nhanh này, mọi người đánh giá mặc dù anh luôn là một kỳ thủ mạnh nhất ở tất cả các giải đấu toàn quốc, nhưng đặc biệt thể loại cờ nhanh này thì mọi người là có một cái đánh giá rất cao về anh, và tức là trước truyền thông đã đưa anh trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Anh có nghĩ như vậy không và có tự tin không? Tôi thì nói thật ra là thi đấu là lúc nào cũng muốn đạt cái kết quả cao. Nhưng mà không biết sao mà cứ giải nào rồi mình cũng mong muốn như vậy. Nhưng mà cuối cùng cũng là cứ không đạt. Không, thực ra thì tôi nhớ không nhầm thì vào những năm 90 của thế kỷ trước, anh đã vô địch của giải đấu thủ mạnh toàn quốc, đúng không ạ? Cách đây vài chục năm anh đã có hùng tâm để trở thành, và tôi thì không dám chúc anh có đạt được vô địch hay không, mà tôi chúc hai anh có những cái ván cờ mà đem lại cống hiến được nhiều nước cờ hay nhất đến quý vị khán giả và nâng cao hình ảnh cờ tướng Việt Nam đến với toàn quốc. Xin cảm ơn hai anh và xin mời quý vị khán giả chuẩn bị bước vào trận đấu cực kỳ quan trọng này. Trận đấu sẽ đảm bảo ai là người giành chiếc vé vào vòng bán kết danh giá của trạng cờ Việt 2015. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Ê! Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà.
Các bình luận viên Doan Hữu Bình và Hoàng Đình Hồng xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn trận đấu cuối cùng ở vòng đấu bảng giữa hai kỳ thủ Vũ Văn Tuyến của Ninh Bình gặp Trần Văn Ninh của Đà Nẵng. Kỳ thủ ở trong trận đấu này thì kỳ thủ Trần Văn Ninh mặc áo đỏ cầm quân đỏ đi trước, kỳ thủ Vũ Văn Tuyến mặc áo xanh cầm quân xanh đi sau. Trận đấu được diễn ra tại khách sạn The Ritz, Ninh Bình, thành phố Ninh Bình dưới sự điều hành của trọng tài Nguyễn Đình Hoàng. Trong lượt đấu này á thì sau ván thắng bất ngờ của anh Vũ Văn Tuyến trước vận động viên trước bác sĩ Nguyễn Thế Chí á, thì cái cơ hội của kỳ thủ Võ Văn Tuyến đã trở nên sáng, và ván cuối nếu mà anh lại theo cái đà hưng phấn mà tiếp tục giành được thắng lợi ở chiến trường Bình Ninh nữa thì một suất vào cái vòng bán kết là thuộc về anh. Người sẽ rất là bất ngờ, không thầy? Vâng, và do đó thì nhớ lại là trận bán kết tại vòng sơ loại miền Trung, chính Vũ Văn Tuyến đã tạo cái khó khăn cho Trần Văn Ninh. Và nếu anh đi được một nước chính xác thì khả năng đã đánh bại Trần Văn Ninh ở cái lần đó rồi. Và do đó với cái trạng thái tâm lý và cũng không được phép coi thường đối thủ, phải tôn trọng đối thủ của Trần Văn Ninh, dẫn đến cái quyết định khi giành cầm cờ đỏ quyền quyền đi tiên, anh chơi một thế trận chủ trương là chặt chẽ, là với cái thế trận quá cung pháo như các bạn đã diễn tiến. Chúng tôi xin giới thiệu thêm thì là về mặt tên tuổi trong làng cờ thì rõ ràng có một cái sự cách biệt, sự khác biệt khá lớn. Nếu như danh thủ Trần Văn Ninh là người đã rất là nhiều năm chinh chiến ở các giải đấu quốc gia, từng nhiều lần giành ngôi Á quân A1 toàn quốc và từng vô địch giải đấu thủ mạnh toàn quốc, thì rõ ràng Trần Văn Ninh là một tên tuổi rất lớn. Còn Vũ Văn Tuyến vốn là một doanh nhân rất là yêu cờ, có thể nói rằng anh là một kỳ thủ nghiệp dư. Tuy nhiên với cái sự say mê và nghiên cứu học hỏi, phấn đấu vươn lên thì tới thời điểm này thì Vũ Văn Tuyến đã có cái sự tiến bộ rất lớn về kỳ nghệ. Và hiện nay các kỳ thủ, ngay các kỳ thủ chuyên nghiệp khi mà đối đầu với anh thì cũng không ai có thể coi thường. Bởi vậy thầy Hoàng Đình Hồng vừa mới giới thiệu ở trong cái giải đấu chạm cờ đất Việt ở khu vực miền Trung thì Vũ Văn Tuyến đã gây rất nhiều khó khăn cho Trần Văn Ninh ở vòng bán kết. Và đấy là một cái lý do mà khiến anh hoàn toàn có thể thoải mái về tâm lý khi mà gặp lại danh thủ, một danh thủ đàn anh kể về tuổi đời lẫn tuổi cờ trong trận đấu này. Thì có một điều mà như là chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thế Chí, sau ván thua chính Vũ Văn Tuyến thì đối với các anh á, là những kỳ thủ nghiệp dư đến với cờ vì đam mê, thì do đó chúng tôi rất là trân trọng cái ý tưởng là vì muốn được chơi cờ chứ không phải là nặng về kết quả thắng thua. Và do đó với cái trạng thái đó thì chúng tôi tin, chúng tôi cho rằng anh Vũ Văn Tuyến cũng sẽ có ván đấu rất là thoải mái, thì bỏ ở phía bên ngoài đi, bỏ ngoài tai cái kết quả thắng thua và tập trung vào ván đấu với sự đam mê và với sự hưng phấn sau ván thắng vừa rồi. Thì chúng tôi cho rằng, và với cả quá trình đã từng gặp gỡ và thi đấu, thì chúng tôi cho rằng ván đấu này anh cũng có khả năng là chơi với 200% sức của mình để cống hiến chúng ta, những người hâm mộ, một ván đấu hay và một bất ngờ của giải. Và chúng ta hãy cùng chờ xem có bất ngờ không. Tới thời điểm này thì bên đỏ đã ăn hơn một tốt của, tức là anh Trần Văn Ninh đã hơn một tốt và xe đã tiến qua Hà. Tuy nhiên sau khi nước lên tượng vừa rồi thì Vũ Văn Tuyến đang phục nước pháo 8 bình 7 bắt xe. Rõ ràng là đến tới đây thì Trần Văn Ninh
sẽ tính đến phương án một là chạy xe tiến một hoặc thoái một, và hai là nước tiến pháo bịt mắt tượng thì có thể ăn xe qua bên tốt. Chúng ta cùng chờ xem anh có phương án nào khác hay không. Chúng tôi xin được nêu một cái chi tiết về chuyên môn. Thế trận này á thì cũng đã được nhiều danh thủ đã thi đấu với nhau tại các giải. Cái thế trận mà bình phong mã lưỡng đầu xa á, nhưng mà nó khác một cái chỗ là khi bên đỏ chơi pháo đầu thì lúc đó cái khả năng uy hiếp con xe 3 đó nó lại dẫn đến cái uy hiếp cái con tượng 3 của đỏ. Nhưng mà bây giờ nó khác cái chỗ quát cung pháo, thì do đó đỏ dễ dàng khi mà triển khai con tượng lên đó. Con tượng lên thì cái mối nguy này không có. Thì ở đây Trần Văn Ninh chọn lối chơi đơn giản là tiến pháo đổi pháo và đội mã. Thì đi đến cái vị trí này hóa giải cái nước bách chết xe của đen. Và đồng thời với cái tinh thần là anh chỉ cần hoa là đã có một chút bắn ghét, thì anh sẽ chọn cái lối chơi theo chúng tôi là rất hợp lý, tức là đơn giản hóa bán đấu đi, đơn giản hóa cái tính phức tạp bán đấu. Và cái khả năng mà luôn cái khả năng mà để giành được ưu thế cũng có luôn. Thì các bạn cũng thấy là rất là rõ ràng. Và đây là nước đi đã thể hiện cái đẳng cấp lẫn một cái kinh nghiệm bản lĩnh thi đấu của một danh thủ rất là nổi tiếng như là Trần Văn Ninh. Vâng, theo tôi thì tới đây bên xanh không thể có giải pháp nào khác ngoài việc đổi pháo và ăn vào, bên xanh bên đỏ ăn mã. Đến tình thế này các bạn thấy qua nước bắt pháo này các bạn thấy rõ là bây giờ đen sẽ lâm vào cái thế nguy hiểm khi mà giải quyết cái con pháo 4 á thì sẽ bị cô xe 8 pháo 8 ở cái vị trí đó. Thì chúng tôi cho rằng đây là bên đỏ đã hoàn toàn chủ động trong thế trận này. Tức là bây giờ nếu lên sĩ hay là pháo 4 bình 5 thì đều bị xe 3 bình 2 phải không ạ? Vâng. Trong thế trận này thường thường mà bên bên đen á, trong cái tình thế đó thì thường thường là đen sẽ mà chọn phương án khác hơn là phương án chơi tượng 3 tính 1. Vâng, đúng như dự đoán thì bên đỏ đã bình xe để cô xe pháo. Bên xanh lập tức chơi xe 1 tiến 1 lấy căn cho quân pháo. Cái này là các bạn đã thấy trong cái quá trình bố trí lực lượng đó, thì đen đã mất nhiều nước. Bây giờ phải bảo vệ pháo xong nó lại phải giải quyết cái con xe. Bây giờ cái khả năng lớn là hạn chế khả năng chơi pháo đầu của bên đỏ đó. Là bởi vì lúc đó xe 8 bình 7, pháo 8 bình 7 bắt mã. Thì sau đó nếu mà xe bình vào thì mã có thể là tiến xe đổi xe. Tiến xe 1, xe 9, tiến 2 đổi xe đó. Để lấy tái lập cái thế cân bằng và lúc đó thì sẽ hoạt động đến mở cái cuộc phản công nhắm vào con tượng 3. Thì theo chúng tôi đến tình thế này thì đỏ với nhiều tính chất có khả năng là sẽ chọn chơi nước tượng 7 tiếng 5 là đảm bảo hơn. Vâng. Và thậm chí cũng có thể chơi xe 9 bình 8 được không ạ? Xe 9 bình 8 thì pháo 8 bình 7 thì lúc đó thì cứ lên tượng thôi. Pháo 8 bình 7 lên tượng thì đổi thì mất tốt đầu. Thì lúc đó là bên đỏ sẽ bên đen sẽ có được nước đánh chiếu tướng và phát triển thì sẽ lên tượng trước. Lên tượng trước. Nếu bình pháo bắt mã thì có thể lên sĩ luôn. Ừ. Nếu bên kia vật xuống thì cũng sẽ ăn quân mã ở lộ 3. Chỗ này theo chúng tôi nước đi hợp lý nhất là tượng 3 tiến 5. Thì lúc đó thì nếu mà tượng 3 hay tượng 7 ạ? Tượng 3. Vâng. Tượng 3 thì có con mã lộ 9 thì có căn tượng phải không ạ? Rồi sau đó có thể xe chơi xe 9 tiến 1 đó. Tượng 3 tiếng 5 thì xe 9 tiếng 1, mà mã 4 tiếng 5 thì xe 9 bình 4 á. Thì nó lại được cái vị trí là không có cắt cái liên lạc của hai con tượng.
thậm chí nếu mà trường 3-5 xong rồi lại tiếp tục sĩ 4-5 thì lúc đó sẽ 9-8. Thì con mã không ăn được con tốt đầu. Trường 7 cũng được. Các bạn đang theo dõi các trận đấu ở trong khuôn khổ vòng chung kết trận cờ đất Việt năm 2015. Giải đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần khoáng Vạch Diệp và các nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Any Florence Việt Nam, công ty Carotech và khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình. Các trận đấu của trận cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, 14 giờ ngày thứ hai hàng tuần, trên VTC3 vào lúc 15 giờ các ngày từ thứ ba đến thứ sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Xin kính mời quý vị và khán giả đón xem. Bây giờ rõ ràng thì đúng theo như chúng tôi dự kiến, Đỏ đã lên tượng để củng cố cái đứa phòng thủ mình. Vấn đề là bây giờ bên Đỏ sẽ đi tiếp như thế nào sau cái nước bình pháo vừa rồi của bên Xanh. Lên sĩ ạ. Vâng. Thì chắc chắn là đen phải đổi xe. Bởi vì khi mà con pháo mà rời khỏi đội quân mà rời khỏi cái vị trí á, vâng, thì sẽ bị mất con mã. Nhưng mà được cái này nó mới cái kia thì nước xe 92 nó có hai tác dụng. Sau khi đổi pháo thì con pháo 8 mà đổi lại con pháo á, thì lại không uy hiếp được con tượng dưới, bởi vì tượng nó qua quá trình đổi quân á thì đã thoát được rồi. Vâng. Nhưng mà có lẽ nước này là đen không chấp nhận đội quân mà xe 2 thoái 2 thì theo chúng tôi là hợp lý, ngăn chặn cái đường tiến của mã. Vâng, như vậy là không thoái 2 mà thoái 4, bảo vệ tốt đầu. Như vậy chúng ta thấy là danh thủ Trần Văn Ninh đang chọn một những cái nước đi, những giải pháp là chắc chắn, chặt chẽ. Bên các đen bạn vừa chơi tiến tốt 1 nhằm mục đích là ngăn chặn bên đỏ không cho phát triển tốt 9 và mã ở lỗ 9. Thì các bạn cũng thấy rõ tình hình Trần Văn Ninh chỉ cần một ván hoa là đã có một suất vào ván kết. Vâng. Do đó anh không nhất thiết là phải nôn nóng trong cái khả năng tấn công của mình. Ở đây chúng tôi cũng biểu dương kỳ thủ Vũ Văn Tuyến. Bởi vì mặc dù là bất lợi và mất nhiều nước trong giai đoạn khai cuộc này, nhưng mà anh cũng có những cái lối chơi mang cái tính tích cực hơn, và cũng không phải là đưa cái thế trận mình vào cái chỗ mà kém quá. Vâng, anh Ninh vẫn chơi một cách rất là đơn giản và chắc chắn. Bình pháo mời đổi xe. Vâng, tôi xin nhắc lại là trước giải khi mà vòng chung kết diễn ra thì đã cũng có điều tiếng ì xèo rằng là kỳ thủ Vũ Văn Tuyến là một khách mời của chủ nhà, nhưng mà có cái lực cờ là kém hơn so với các kỳ thủ còn lại và có thể gây ảnh hưởng tới chuyên môn của giải đấu. Tuy nhiên tới thời điểm này thì có thể nói rằng là anh Tuyến đã thi đấu không hề kém cỏi nhiều so với các kỳ thủ khác. Thậm chí anh đã có được một ván thắng trước kỳ thủ Nguyễn Thế Chí. Và nếu như mà có được một kết quả hòa ở trận đấu này trước danh thủ Trần Văn Ninh thì cũng có thể coi là một giải đấu rất thành công của anh Vũ Văn Tuyến.
có được một suất tham dự cái vòng chung kết này thì có lẽ bản thân anh Vũ Văn Tuyến cũng đã cố gắng rất nhiều để chứng tỏ rằng là mình xứng đáng, xứng đáng với cái suất này. Và thực sự qua cái giải cái vòng bán kết tại giải khu vực miền Trung cũng như là cái diễn biến các ván đấu gần đây thì cho thấy rằng anh cũng đã đạt được cái yêu cầu của mình về chuyên môn khi mà chọn đối chơi đó. Nhưng mà trước mắt bây giờ là một trở ngại rất lớn đối với anh. Theo thầy thì bây giờ bên đỏ có thể tiến vào top 3 lên hay không? Thì có lẽ là đây là nước đi, hoặc là cẩn thận thì mã 8 tiếng 7 hay là top 3 tiếng 1 tận dụng. Có lẽ là top 3 tiếng 1 thì sẽ mạnh hơn. Mã 8 tiến 7. Anh Ninh chơi rất là chắc chắn và chậm rãi, không vội vàng một chút nào. Đây là mục đích là giữ con chặt con chốt đầu cái đã. Bởi vì khi mà chốt đầu mà bị đánh thủng á thì cái khả năng là nguy hiểm là có. Anh Tuyến dường như đang chuẩn bị lên mã. Thì bây giờ các bạn mới thấy cái tác động của cái nước đi con mã 8 tiếng 7 của mình đỏ. Là khi mà pháo đổi pháo thì pháo vạch qua đó thì lại có mã tiếp tục bảo vệ được tốt đầu nữa. Thì con tốt 3 là con tốt, là không ai mà uy hiếp nó hết. Rõ ràng thì bên xanh vừa mới tiến mã lên, một nước đi khá là tích cực vì đang tấn công cả con tốt 7 của bên đỏ. Nếu ăn được tốt 7 của bên đỏ thì bên xanh sẽ có nước bình pháo sang để phối hợp. Các bạn rõ ràng đây là nước đi rất là đầy kinh nghiệm của danh thủ Trần Văn Ninh. Khi anh bây giờ khi con mã tiến lên thì con tốt đầu bị lỏng. Không biết là anh Vũ Văn Tuyến có chơi mã 4 tấn 3 hay không? Vì nếu xe ăn vào thì có thể là chơi pháo 7 bình 5 chóc xe và dọa là tấn công vào tượng. Thì đây là trong cái tình huống là phải cầu thắng mới có một suất. Thì gần như là nước đi bắt buộc để mà mở ra cái kẽ hở của đỏ. Tuy nhiên nước này chúng tôi có cảm giác là cũng không mạnh lắm. Là bởi vì với Trần Văn Ninh thì anh không dễ dàng để cho đối phương có cái ý đồ đó được. Theo tôi thì vừa rồi cũng không có giải pháp nào thỏa đáng hơn, vì chả lẽ lại chơi mã 3 thoái 4 hay là bình pháo vào ngũ giữ tốt thì cũng hình cờ nó cũng bị rất là cứng, rất là bó, rất khó đi. Đến tình hình này theo chúng tôi là đỏ có thể chơi tốt 3 tiến 1. Chứ nếu ăn tốt đầu thì sẽ bị đánh chiếu và mất cái con mã đường 7 á. Và đồng thời lại uy hiếp con mã đường 3 nữa thì khó. Thì bây giờ cứ ung dung đi tốt 3 thôi. Tốt 3 tiến lên. Chúng ta đang thấy một ván đấu mà kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đang gần như là vận hết 10 thành công lực để tấn công. Ở trong một cái tình thế là buộc phải thắng thì mới có vé đi tiếp. Anh đang thể hiện cái tinh thần quyết thắng của mình. Tuy nhiên Trần Văn Ninh thì cũng là một tên tuổi quá lớn, rất lớn, và anh đang chơi giống như là một người chơi thái cực quyền, chờ đợi đối phương tấn công và bình tĩnh hóa giải mọi đòn thế của đối thủ. Hãy cùng chờ xem Trần Văn Ninh đối phó như thế nào sau nước ăn tốt vừa rồi của Vũ Văn Tuyến. Anh lên mã ngay.
Thì nước này đó là theo chúng tôi để chuẩn bị, chuẩn bị cho khi tiêu diệt tốt đầu á. Thì nếu mà bình pháo vào bắt thì xe bình ra lộ 4, lộ 6 á. Thì lúc đó nổ chiếu anh chỉ đổi một quân thôi. Anh chỉ đổi được cái quân mã thôi chứ không, quân mã đen, mã đỏ không bị uy hiếp. Đúng rồi. Và không loại trừ lúc đó là anh lại tiếng tiếng mã xuống, rất khó. Vâng, anh Tuyến đã vật pháo lên tốt đầu. Bây giờ nếu như xe 2 bình 5 thì sẽ chắc chắn là sẽ xe 6 bình 5. Mời đổi. Chúng ta xem nước này là có là một cái sai lầm không? Bởi vì nếu mà đổi á thì sau khi đổi rồi thì đen sẽ đưa, đỏ sẽ đưa pháo lên, đưa pháo lên. Nếu pháo 6 tiến 2 và tiến 2 thì sẽ pháo 5 thoái 1. Tôi nghĩ như vậy sẽ không, pháo 6 tiến 2, pháo 6 là tiến 4 mà. Tiến 4 nó vừa dọa là đưa tốt qua sông này, vừa dọa đưa mã tới bắt tượng. Nhiều vị trí lắm. Hai kỳ thủ đã bắt tay hòa. Và bây giờ thì chúng tôi có thể nói lời chúc mừng với lại danh thủ Trần Văn Ninh, bởi vì anh là vận động viên đầu tiên có mặt ở vòng bán kết, bất kể kết quả các vòng đấu khác như thế nào.